Thứ nhất là về công thức tính hiệu suất. Công thức tính hiệu suất thì hiệu suất của chúng ta thì nó sẽ bằng là khối lượng thực tế mà chia cho khối lượng theo lý thuyết. Khối lượng thực tế chia khối lượng theo lý thuyết và nhân với 100%. Được chưa? Khối lượng thực tế chia khối lượng của lý thuyết và nhân với 100%. Nhá. Đấy. Và khối lượng như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng khối lượng thực tế tính bằng gam. Khối lượng lý thuyết tính theo phương trình hóa học. Khối lượng lý thuyết tính theo phương trình hóa học. Và hiệu suất là H%. Được chưa nhỉ? Thì trong công thức này thì khi mà chúng ta tính theo công thức này thì chúng ta thấy rằng là giả sử bây giờ cùng một chất mà chúng ta có hai cái khối lượng thì khối lượng nào là khối lượng nhỏ hơn thì đó chính là khối lượng thực tế, còn khối lượng lý thuyết lúc nào cũng lớn hơn. Điều đó cho chúng ta thấy rằng hiệu suất của chúng ta lúc nào cũng nhỏ hơn 100% các em nhé, nghĩa là nhỏ hơn 1. Được chưa? Còn đơn vị của hiệu suất thì thường nó là 100%. Được chưa nhỉ? Đấy, công thức tính khối lượng chất tham gia phản ứng khi có hiệu suất. Đấy, thế thì ví dụ chất tham gia phản ứng thì chúng ta sẽ bằng tham gia thực tế sẽ bằng tham gia theo lý thuyết nhân với 100% và chia cho hiệu suất phần trăm. Đấy, còn công thức tính sản phẩm thì chúng ta ngược lại, sản phẩm sẽ bằng thực tế sẽ bằng lý thuyết mà nhân với hiệu suất mà chia 100%. Được chưa nhỉ? Thì đây hầu như là toàn là các cái công thức nó rất là khô khan, nó rất là khó hiểu.